Xin chào các bạn, tôi là Thạc sĩ luật sư Đỗ Đăng Khoa. Hôm nay rất vui được chia sẻ với các bạn về chủ đề là đất chưa có sổ đỏ thì có mua bán được không? Vâng, thời gian qua thì tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn liên quan đến đất chưa có sổ đỏ. Ví dụ như là đất chưa có sổ đỏ thì có mua bán được không? Vâng, và bây giờ thì chúng ta đi vào cái chương trình với cái câu hỏi đầu tiên, đó là đất chưa có sổ đỏ thì có mua bán được không? Vâng, thì trước hết thì chúng ta sẽ nói về quy định của pháp luật trong chương trình này. Thì đầu tiên tôi sẽ nói cho các bạn, chia sẻ các bạn theo những cái quy định của pháp luật. Thứ hai thì tiếp tới thì tôi nói về những cái thực tế, thực trạng hiện nay là người ta mua bán nhà đất mà không có sổ đỏ như thế nào. Và cuối cùng thì chỉ ra những cái rủi ro và các cái giải pháp để mà khắc phục tối đa những cái rủi ro. Vâng, theo quy định thì tại điều 188 của luật đất đai thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng các cái điều kiện như sau. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu những cái tài sản khác gắn liền với đất, hay nói một cách vắn tắt thì chúng ta vẫn gọi với nhau theo cái từ dân dã, đó là sổ đỏ. Điều kiện đầu tiên là có sổ đỏ, thứ hai đó là đất không có tranh chấp và quyền sử dụng đất thì không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất. Như vậy thì đối với cái quy định tại điều 188 luật đất đai thì chúng ta thấy được rằng là điều kiện số 1 đó là để mà gọi là giao dịch về quyền sử dụng đất thì nó phải có sổ đỏ. Như vậy thì nếu theo quy định của pháp luật thì không có sổ đỏ thì có nghĩa là nó đã không đảm bảo được cái điều kiện tiên quyết để mà giao dịch đất rồi. Tiếp theo thì tại cái khoản 3 điều 167 của luật đất đai thì có quy định như sau. Hợp đồng chuyển nhượng tặng cho thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thì phải công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp là kinh doanh bất động sản. Việc công chứng hiện thực hiện thì tại các cái tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thì thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy được tiếp tục cái thủ tục thứ hai đó. Khi mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà theo quy định của pháp luật thì phải lập hợp đồng và phải công chứng hoặc là chứng thực. Công chứng thì là thực hiện tại cái văn phòng công chứng, còn chứng thực thì thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thì trên thực tế thì chúng ta thấy được là ở các cái huyện hoặc là các thành phố thì thông thường là hầu hết tất cả những cái giao dịch liên quan đến chuyển nhượng thế chấp tặng cho quyền sử dụng đất thì đều thực hiện ở phòng công chứng. Tuy nhiên ở một số cái vùng sâu vùng xa thì chưa có văn phòng công chứng thì có thể thực hiện cái việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân xã. Như vậy thì chúng ta thấy được là nếu theo quy định của pháp luật mà không có sổ đỏ thì sẽ không thực hiện được cái việc công chứng hợp đồng hay nói hoặc là chứng thực cái hợp đồng chuyển nhượng. Như vậy thì kết luận lại thì theo luật đất đai thì để mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì bắt buộc là phải có sổ đỏ, và thứ hai đó là phải công chứng hợp đồng. Như vậy thì chúng ta thấy được là trả lời cho các bạn là câu hỏi là không có sổ đỏ thì có mua bán đất được không, thì ở đây chốt lại đó là theo quy định của pháp luật thì không thể mua bán đất được, hay là nói cái ngôn ngữ chính xác hơn đó là không thể thực hiện được cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy thì bạn nào mà đất đai mà chưa làm sổ đỏ thì nên làm sổ đỏ, đúng không ạ? Nên làm sổ đỏ, bởi vì không có sổ đỏ thì coi như là đã bị mất quyền, đúng không ạ? Trong đó có quyền chuyển nhượng đất cho người khác. Rồi. Vâng, thưa các bạn, thì chương trình live hôm nay thì cũng đã 10 giờ rồi, cho nên là cũng còn một số các cái câu hỏi của các bạn thì xin được thứ lỗi cho tôi là không có trả lời hết.
Vâng, thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa để chờ tới những cái chương trình live lần sau. Những câu hỏi của bạn chưa được hỏi thì chưa được trả lời thì các bạn vui lòng đặt câu hỏi sớm để tôi có đủ thời gian để tôi trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.